Xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 5 năm 2020. Là thứ sáu, lúc 8 giờ 50 phút mình sẽ cho con đề bàn ưng của mình nó sẽ phi đi mò cho bác xem nha. Mình xin mời cả nhà cùng nhà nhín chút thời gian để xem em nó phi nha. Nếu mà các bác thấy hay thì các bác chia sẻ cho mình một like chia sẻ nha, để cho mình có động lực để mình quay nha các bác nha. Rồi mình xin mời các bác cùng xem nha. Rồi, mời cả nhà cùng xem nha. Đây để mình cho các bác xem nha. Đây là chỗ nó ăn nè. Đó rồi. Đó. Rồi đây, để mình để ngay trước mặt mình cho các bác xem nha. Đó, chỗ nó ăn đó. Ăn đi con. Rồi. Thử đi.